Thời gian qua, nhiều người dân xã vùng sâu Quảng Sơn, huyện Đắk Lông có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nắm bắt nhu cầu này, Bùi Văn Sơn và Trần Thị Lành đã tiếp xúc và đưa thông tin mình có quen biết rộng và biết đường dây để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là sổ đỏ, với mức phí từ 20 đến 25 triệu đồng một hecta. Khi người dân có nhu cầu làm sổ đỏ, Sơn và Lành nhận tiền cọc từ 5 đến 10 triệu đồng một lô đất nền và từ 15 đến 20 triệu đồng một hecta đất rẫy, và thuê người làm việc ở những công ty đo đạc tư nhân tiến hành đo đạc để cho người dân tin tưởng giao tiền. Nói là bây giờ nếu mà cần làm sổ đỏ thì cung cấp các thông tin cá nhân, rồi sau đó thuê người đo đạc tới để đo cho người dân, để người dân tin tưởng và giao tiền. Tôi tự giới thiệu là tự nhận là có đường dây làm sổ. Với thủ đoạn này, từ tháng 5 năm 2022 đến đầu năm 2023, Sơn và Lành đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hàng chục hộ dân ở xã Quảng Sơn. Cũng theo kết quả điều tra, Sơn còn đăng ký tài khoản Zalo giả mạo là cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Lông. Sơn lên mạng Internet tải hình ảnh sổ đỏ, nhờ người quen chỉnh sửa thông tin trên sổ, sau đó gửi lại cho người dân nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân giao thêm tiền. Do người dân là thiếu hiểu biết, cho nên khi các đối tượng này nói thế thì người dân là đăng ký. Sau khi nhận tiền của người dân thì số đối tượng này để cho nhân dân tin thì đã ra các cái chủ văn phòng đăng ký đất đai, ví dụ các cái trung tâm dịch vụ là làm là giấy các cái trích lục để về cho nhân dân tin, đồng thời để lấy thêm tiền. Còn đây là Trần Thị Kim Hoa ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, nhiều năm hoạt động mê tín dị đoan. Biết nhiều người có nhu cầu cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hợp thức hóa cho những lô đất nông nghiệp của gia đình nhằm hưởng được đền bù khi giải phóng mặt bằng. Hoa đã thông qua mạng xã hội liên lạc với các đối tượng khác làm giả hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho những người nông dân ở huyện Phù Mỹ, chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng. Hai vợ chồng tôi đã đi xem bói đầu năm để cái việc làm ăn. Sau đó tôi có hỏi là bây giờ đất của tôi ở Tân Phú, cô có làm được không? Bà nói đúng rồi, đây là em có làm được. Như vậy là bà Hoa chấp nhận làm cho tôi là từ cái một số đấy làm ba số, thì tôi giao tổng cộng cho bà Hoa là trên 350 mấy triệu. Có sổ đỏ là một trong những điều kiện cần và đủ khi người ta có thể vay mượn hay thế chấp trong việc làm ăn. Thế nên đối tượng Phan Ngọc Linh, chú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã bàn với Nguyễn Thị Tuyết ở cùng địa phương, thống nhất làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố, lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Giúp sức cho Linh và Tuyết còn có Nguyễn Mạnh Cường. Cường là bạn trai của Tuyết nhưng trong vụ án này lại đóng vai làm chồng Linh để đứng ra làm bảo lãnh cho Linh trong các vụ lừa đảo. Khi bị chủ nợ đòi tiền, Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt Phan Ngọc Linh khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bản thân em thì không có tài sản gì cả, thì là khi mà chị Tuyết đưa cho em cái giấy tờ đấy thì em vẫn biết đấy là giấy tờ giả. Thì gọi là muốn lấy lòng tin với cô Hải đấy thì là em vẫn tiếp tục là dùng cái giấy tờ đấy để xuống nhà cô Hải nói chuyện và vay tiền bằng cái giấy tờ giả đấy ạ. Cái giấy tờ đất giả này là chị đặt của bạn chị Tuyết ạ, thì chị Tuyết thanh toán ạ, lần đầu là 4 triệu trên một cái ạ. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong thời gian trong vòng 5 tháng, Phan Ngọc Linh đã dùng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại đều trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tình cảm thì tôi cho mượn nóng thì chị bảo chị để lại cái bìa đỏ làm tin. Thế tôi bảo thế để đây thì 2-3 hôm trả tiền cho bà, thì nó chị bảo vâng. Xong 2-3 hôm đến hẹn thì gọi chị thì chị cứ bảo đến tối mới đến mai thì trả được. Sau đấy thì tôi làm cái đơn xuống tố cáo chị Linh ở bên dưới cơ quan công an. Một trong những loại giấy tờ giả được mua bán nhiều nhất thời gian vừa qua là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở, gây nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Bởi các đối tượng làm giả có nhiều thủ đoạn tinh vi, khiến bằng mắt thường rất khó phân biệt thật giả.
sử dụng thông tin trên giấy nhận là có thật và sử dụng phôi giấy nhận là phôi giả. Và các cái thông tin này thì các cái đối tượng cũng lấy trên các cái trang mạng xã hội để về là lưu trữ vào máy và tiến hành là in, dùng cái máy in màu công nghệ cao để in. Cùng với sự phát triển của công nghệ và đặc biệt là sự hỗ trợ của các phương tiện liên lạc, hoạt động làm giả giấy tờ ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Các giao dịch thường không diễn ra trực tiếp, chủ yếu được thực hiện thông qua Zalo, tin nhắn. Như vậy là bên cạnh việc sử dụng để vay vốn ngân hàng, sổ đỏ hay giấy tờ nhà đất giả đang được nhiều đối tượng mượn với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản á, thì người mua cần cân nhắc là nên đến là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất á, để kiểm tra tính pháp lý hoặc là tìm hiểu kỹ thêm tại cái nơi đăng ký đó, tại cái vị trí thửa đất đó là coi phải đúng chủ sở hữu không. Cái thứ hai nữa thì đối với người bán thì cũng không nên công khai cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bản chính và cái thông tin cá nhân của mình. Hoặc là nếu mà người mua người ta yêu cầu thì mình có thể cung cấp cái bản photo và che đi những cái số quan trọng để mà tránh bị đối tượng lợi dụng các giấy tờ đó để làm giả để mà thực hiện hành vi phạm tội. Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng những loại giấy tờ giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trong giao dịch, tránh bị lừa gạt bởi những giấy tờ giả mạo. Khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, cần báo cáo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn.